Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, đeo khẩu trang có thể giảm hơn 70% nguy cơ mắc COVID-19. Một số nghiên cứu tháng 7 năm 2022 cho thấy đeo hai chiếc khẩu trang có thể mang lại hiệu quả tốt hơn nhưng còn phụ thuộc vào loại khẩu trang bạn đeo. Một nghiên cứu thực hiện vào tháng 8 năm 2021 đăng trên tạp chí chuyên ngành y khoa JAMA Internal Medicine đã thử nghiệm hiệu quả lọc FFI, tỷ lệ phần trăm các hạt mà bộ lọc có thể bảo vệ khỏi tác nhân gây bệnh của các loại khẩu trang đơn lẻ và khi kết hợp nhiều loại khác nhau. Chỉ số FFI càng cao, bạn càng được bảo vệ tốt hơn. Kết quả cho thấy, đeo khẩu trang y tế bên trong, khẩu trang vải bên ngoài có mức FFI hiệu quả nhất, từ 66% với một khẩu trang y tế tăng lên 81% khi kết hợp hai loại. Đeo khẩu trang y tế bên ngoài, khẩu trang vải bên trong kém hiệu quả hơn khi đeo riêng khẩu trang y tế. Đeo hai khẩu trang y tế cũng cho hiệu quả tốt hơn, FFI tăng 66%. Đeo một khẩu trang vải cho hiệu quả kém hơn đeo một khẩu trang y tế. Đeo hai khẩu trang vải cũng giúp tăng FFI nhưng có thể gây khó thở. Các nghiên cứu đã tổng kết lại, loại khẩu trang có nhiều lớp vải lọc các hạt virus tốt hơn một lớp và loại vải chất lượng cao với kiểu may tỉ mỉ hoạt động tốt nhất. Với những khẩu trang vải chất lượng kém, đeo nhiều lớp có thể mang tới hiệu quả hơn. Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm ở Maryland, Mỹ cũng đồng tình với nhận định về hiệu quả của việc đeo hai khẩu trang phụ thuộc vào chất liệu của loại khẩu trang đó. Không có loại khẩu trang nào hoạt động tốt nếu bạn không thể đeo nó một cách thoải mái. Nếu đeo hai chiếc khẩu trang khiến bạn khó thở, hãy bỏ một chiếc. CDC Mỹ khuyến nghị mọi người nên chọn đeo loại khẩu trang có chức năng bảo vệ tốt nhất, vừa vặn, chẳng hạn như khẩu trang N95. Hầu hết, các loại khẩu trang sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh nếu đeo chúng đúng cách. Khẩu trang khi đeo cần phải che hoàn toàn mũi và miệng, vừa khít với hai bên mặt, không có khoảng trống ở giữa, không cần thỉnh thoảng phải dùng tay kéo lên. Nếu cảm thấy hơi rộng, có thể buộc một nút thắt ở phía dây đeo phía tai hoặc thử một chiếc khác có kích cỡ vừa vặn hơn. Không nên đeo khẩu trang làm bằng nhựa vinil hoặc loại vải gây khó thở. CDC Mỹ cũng khuyên không nên đeo khẩu trang có van thở ra hoặc lỗ thông hơi vì có thể khiến virus, hạt bụi dễ dàng theo ra hoặc đi vào bên trong. Nếu sử dụng khẩu trang vải, hãy chọn loại có hai lớp và nhớ giặt sau mỗi lần sử dụng. Trường hợp người thân có dấu hiệu bị bệnh, nếu ngồi gần họ thì hãy đeo khẩu trang ngay cả khi ở trong nhà. Giữ khoảng cách 2 mét với người khác ở nơi công cộng sẽ giúp giảm nguy cơ bạn bị nhiễm COVID-19 và các loại virus gây bệnh hô hấp từ người khác.